Dạ vâng, chào mừng các bác lại quay trở lại với shop em. Hôm nay hàng bên em về rất chi là nhiều, từ loa bẫy chim ngày, loa bẫy chim đêm, và guốc, đinh guốc trèo cây các bác nhé. Mẹt bán nguyệt, mẹt hình chữ nhật. Đấy, phục vụ các bác mùa săn bẫy, mùa đi hái hoa lan và bắt ong. Bên này em chi tiết một chút là một số mẫu loa như 898 và 998 cùng AT101 và AT100, Q92, Q93. Đây, còn bên này thì là đầu âm ly 288, rồi là âm ly 263B đời 2021 của Bluetooth các bác nhé. Loa toa 5W của Việt Nam và 15W, 10W của Inno và 15W của Inno. Đấy, và lưới lưới đắt lưới rẻ đều có các bác nhé. Các bác lưới đắt thì là của Thái Lan, lưới rẻ thì là của Trung Quốc. Đấy, bác nào thích đánh mẫu nào thì các bác liên hệ bên shop. Các bác đang xem video thì hãy like, đăng ký kênh ủng hộ shop để shop phục vụ anh em bạn bè của các bác được sớm nhất và nhanh nhất nhé. Đấy, đến mùa thì lại chim bêm rồi. Giờ anh em đang đánh rất chi là nhộn nhịp. Thì em hôm nay hàng về cũng quay gửi các bác một clip ngắn để các bác biết đến những sản phẩm bên shop đang kinh doanh. Cảm ơn các bác đã xem video. Chúc các bác một ngày săn bẫy hiệu quả nhé.